Vẽ phong cảnh biển bằng màu xám. Vào bài, trước tiên thầy sẽ sử dụng màu vàng để phát đường chân trời, phát ra những cái mảng chính phủ. Các bạn có thể sử dụng chì và gom để có thể gom đi những cái phần mà mình vẽ sai. Còn nếu mà bạn nào tự tin rồi thì mình có thể sử dụng màu sáp luôn như thầy. Rồi, thầy sẽ phát các đường mặt đất, những cái mảng chính, mảng gần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lựa ra những màu chủ đạo để tô bầu trời có gam màu nóng, chuyển từ màu đỏ sang màu vàng. Màu đỏ, chúng ta sẽ tô trước một cái lớp chuyển màu đỏ trước ở trên. Tiếp theo, thầy sẽ sử dụng màu cam để tô chồng lên cái lớp màu đỏ và chuyển dần xuống màu cam. Rồi, cuối cùng là mình sẽ sử dụng màu vàng để mình chồng lên cái lớp màu cam, có thể sang lên trên một chút nha. Sau đó, thầy sẽ đánh nhẹ xuống cái phần chuyển ở dưới. Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng thêm một chút màu trắng cho phần đám mây và những cái phần mà mình muốn tô màu nhạt hơn. Thì khi mà mình tô lót một phần màu trắng ở dưới, thì khi mình chồng cái lớp màu vàng hoặc màu cam lên, thì cái màu cam và cái màu vàng nó sẽ nhạt hơn. Sẽ bắt đầu vẽ ông mặt trời. Thầy sẽ lấy màu cam chồng lên cái lớp màu cũ để vẽ ông mặt trời. Rồi các bạn có thể nhấn thêm màu khác lên, ví dụ như thầy sẽ lấy màu đỏ để nhấn vào ông mặt trời những cái phần mà muốn cho nó rõ hơn. Rồi bây giờ thầy sẽ lựa ra những màu để tô núi và biển. Thì tô núi và biển thì mình sẽ lựa màu từ màu xanh dương đậm đến màu xanh dương nhạt nha. Thầy sẽ tô lót một cái lớp giống như là mình tô cái bầu trời vậy đó. Mình sẽ tô lót một lớp trước nha các bạn. Rồi, sau đó thầy sẽ sử dụng màu xanh dương đậm hơn để tô ở cái phần tối, là cái phần mà khuất ông mặt trời, thì nó sẽ có màu đậm hơn một chút. Mình sẽ tô một bên. Ví dụ như ông mặt trời ở bên phải thì mình sẽ tô nó phần ngược lại, đó là bên trái của cái ngọn núi, nó sẽ tối hơn. Xong thầy sẽ lấy thêm màu xanh dương đậm để thầy vẽ một cái miếng núi gần. Thì mình làm cũng tương tự, nhưng núi gần thì nó cần cái màu đậm hơn, nên thầy sẽ sử dụng màu đen để tô cho nó đậm hơn. Và thầy sẽ nhấn luôn ở phần núi sẽ có một cái mảng nó đậm hơn nữa. Tục thầy sẽ sử dụng màu xanh dương để tô phần bóng. Đó, tới màu xanh dương đậm thì mình cũng sẽ nhấn tương tự như là núi. Rồi, bây giờ thầy sẽ sử dụng màu da để tô lên các phần mây. Phần này thì mình chỉ cần tô nhẹ thôi. Rồi, tiếp tục thì các phần cát nó cũng sẽ có màu da, nên thầy sẽ tô tiếp các phần cát nha. Nhấn thêm một chút màu cam. Đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy màu xanh da trời để tô hết mặt biển, và lấy màu xanh dương để tô những cái phần bóng. Rồi mình sẽ tán vài phần nó đậm hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng màu xanh dương đậm để nhấn cái phần bóng ở dưới nước nó đậm hơn, ở gần cái chân núi nha các bạn. Rồi bây giờ thầy sẽ sử dụng màu vàng để đánh nhẹ lên cái phần lớp né bên sáng, để nó giống như là ánh nắng mặt trời hắt lên biển vậy đó các bạn. Rồi thầy sẽ dùng màu da
để lót nhẹ lại những đám mây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy màu cam để tô nhấn những cái phần để cho đám mây nó tách hẳn ra với nhau. Cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng màu đen để vẽ những chi tiết cần, như là cái cây. Bài của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của Bụi Nhỏ để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chúc các bạn nhỏ thành công.